Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây mày, có người ở trên này. Anh xem anh xử nó cái đã. Đây rồi mà phê mưa này. Đây à thằng này. Đứng lại, mày làm gì vậy? Thằng kia đứng lại. Ok. Láo lếu này. Anh nghe này. Hai đứa này là chung một team với nhau em ơi. Anh nghe này, sao em? Áo nó còn hít mùi à? Nó được cái cần ấy. Cái gì? Áo làm sao cơ? Áo của anh ấy. Ừ, áo của anh làm sao cơ? Thì nó làm sao? Hít như kiểu phê cần á. Em có biết cần nó là cái gì không? Không mà hít với chả phê cái gì. Vớ vẩn, đi em. Thì người ta đi nói như thế em. Ừ, được rồi. Thế qua đây. Người yêu mà áo tôi không ạ? Hả, anh nghe này. Sao em? Em cần gì anh vứt cho? Em cần rất nhiều thứ. À đây, anh có này. Có rất nhiều thứ này. Này. Đúng là có rất nhiều thứ luôn này. Em qua đây. Anh đang ở đâu ấy? Anh đang ở đây. Đấy, có rất nhiều thứ luôn nhá. Đây, ra ba đây. Anh này. Ok. Mua ba này. Đây em. Mua ba em có rồi hả? Thế đi em. Ra ngoài thấy em chỗ này chắc là vậy đấy. Là hết người rồi. Còn người đâu nữa đâu. Mình qua mấy căn nhà bên cạnh này mình lút đồ này. Lỡ thêm máu thôi. Tại nãy giờ mình đâu lỡ máu đâu. Bây giờ lỡ máu thôi. Lên trên con nào. Xem là chúng ta sẽ có gì. Ok, băng đạn level 1 này. Wow. Let's go thôi mọi người ơi. Anh ơi. Anh nghe này, sao em? Thơm lắm. Thơm. Mình có phải này anh em ơi. Ok này. Có được M4A1 nhé, tuyệt vời. Anh có nhiều đạn chưa? Anh nhiều đạn rồi em ơi. Đạn thì không thiếu luôn. Một trời đạn luôn. Nè con. Sao anh nghe này? Máu chưa? Anh có 2 túi máu rồi. Đây, đưa lên vứt cho 2 túi này. Ơ, em vừa vứt cho anh cái giáp chống nổ à? Em không, em vứt nhầm. Vứt nhầm ạ, đây, anh để lại cho này. Này. Ơ, à thế nào? Em vẫn vứt các bạn, đây. Đến 2 túi máu. Đây 2 túi máu hả? Rồi anh xin. Ok đi. Ủa em ơi, bên trên đây không có người đâu. Bây giờ là mình vào trong thôi. Nên mình vào trong thôi nào. Đây, chờ xíu anh qua với em. Thơm lắm. Áo thơm. Nhưng mà em bảo là em chưa giặt áo anh, làm sao mà thơm được, toàn mồ hôi của anh. Thế thơm cái gì hôi? Làm nó mất mùi sao? Nhưng mà mùi nó hôi mà. Không hôi. Thì không hôi đi. Thế em không giặt thì nó mốc ra thì làm sao? Mốc thì... Mốc được, yên tâm. Tại áo mà dính mồ hôi thì nó hay mốc mà. Qua cái sửa chữa giáp này anh ăn lên thử đi. Ok. À em ăn giáp đi, nâng lên giáp 1.5 đi. Anh không cần đâu. Thức ăn đi. Thôi ăn đi. Ăn đi. Anh bảo đấy. Quay lên giáp đi. Nhanh anh canh cho. Sao em ơi? Từ đây. Đậu xanh này. Muốn gì hả? Nó một này. Lên bảng điểm số đây. Quân láo lếu này. Từ đây. Em đứng gọn lại.
Em đừng có lại anh bắn máu cho, từ 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 em ơi, sao để đến vậy? Anh còn chưa bơm máu nữa mà, mình đang nhiều máu hơn nó mà. Nhưng mà em giết chứ không phải là anh sao ấy. Giữ nó rồi hả? Ờ, chắc anh không nhìn thấy. Rồi ok. Tại anh nó ở ngay chỗ khuất mà. Anh tưởng em chưa hạ xong em lại để lên. Em hết xong luôn. Ừ, ok. Anh có đồng 3 này. Đồng 3 à? Đây anh xin. Được con Scar luôn anh em ơi. Scar bắn cho nó ngon đấy. Anh ấy chỉ dùng AK chơi với em đi. AK à? Thôi AK giật lắm anh không chơi đâu. Anh có máu rồi, 5 từ máu rồi. Ở đây em này. Sao em? Nữa hả? Nhưng mà anh có bàn lâu 2 thôi. Đâu cần lượm nhiều đâu. Rồi thì anh lượm 73, lượm 7 7 túi máu rồi. Thì em vứt cho. Okay. Đi. Em có em cứ chạy xuống dưới đi em. Ừ, đi em. Chúng nó giờ ở dưới thôi. Giờ nãy mình chạy ngay đầu bản đồ này, bây giờ bọn nó còn to lắm. Tiếp tục săn mạng thôi anh em ơi. Dưới này thì kẹo chưa thấy ai cả này, nhưng mà có một cái thính ở ngay phía 195 độ nha em. Chạy qua nguy cơ cao có người. Đấy em, phía 195 đấy. À, chỗ này có cái sửa chữa giáp mà em nhớ không nhầm. Đúng rồi em. Nhưng mà bị chúng nó lợn mất tiêu rồi. Sửa chữa giáp thì trên cái khu cánh đồng này hơi nhiều. Nhớ được không? Cái FVD gì? Lên cái khu này mình xem nào. Không có người bên này anh em ơi. Ủa? Gì vậy em? Đây. Mình qua phía này đã. Người đâu cả rồi ta? Người đâu cả rồi ta? Có thể ai đâu? 4X ở trên kìa anh kẹo ơi. Ủa anh không để ý nữa, anh vứt mất tiêu rồi. Chắc là full ba lô nó không hiện đây em. Ví dụ vậy. Nên là anh còn chưa có ống ngắm nữa cơ. Đang xài súng chay mà anh em. Quay thôi, anh... kiếm thêm mạng nào. Sao em? Đưa hình nữa hả? Ừ. Mệt thật đấy. Đây mày một đứa này. Một đứa này em ơi. Trong ngoài hỗ trợ anh. Đang xế anh này, này. Láo. Láo rồi nha. Mày dám xế anh à? Ok. Anh cột máu cái đã. Anh xem nhìn cái láo không được. Láo để nó xế anh suýt gục em ạ. À. Thằng này nói nhiều đạn lắm. Nhiều đạn nhiều đồ nhưng mà... Anh hả? Anh có nhiều bông keo rồi, 4 quả rồi. Ok, em thế được rồi. Đi thôi các bạn. Đó ơi thôi. Đây anh, đây em. Phía trên em. Ngay hướng S hả? Đây rồi. Lên bản điểm số này. Đi thẳng trước nhà đi anh ạ. Ok. Có mấy nhà này. Vế rồi lên luôn. Từ 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 từ. Để anh xem em nó đâu. Đứa hình hả? Thế chờ anh xíu. Anh thấy rồi, trong nhà nha em ơi. Trong nhà vàng phía 255 nha em ơi. Nhà vàng 255 nha em. Nó đang ở trong này thằng này. Giờ em bị đứng hơi. Làm sao? Đây đây, anh đây đây. Làm sao? Spam 12 hả? Wait. Spam 12 hả? Lên bảng điểm số nha bạn. Rồi em. Đây 1x đây rồi. Kiếm mãi mới thấy được 1x này. Đây bắn máu cho. Ok ok đây. Bắn máu anh. Rồi em cứ lượm đồ của nó đi. Xem là có thêm đạn súng tiểu liên hay không. Không có. Nó chơi shotgun anh em ạ. Lên trên này coi. Tiểu liên chưa? Đạn từ đây anh 114 viên, đủ chơi. Ừ.
Ok, tiếp tục qua phía này nào anh em. Đu dây xuống thôi. Bây giờ mình đu dây xuống thôi em ơi, cho nhanh đấy. Bo thu tí, bo nó thu sang công xưởng này. Uầy. Xung quanh này anh chưa thấy đứa nào chạy cả. Ồ. Kia phải người không ta? Không phải. À đây em ơi. Phía dưới này có người này. Đậu xe này. 150 nha em. Lên bản điểm số. Phía hông này hướng S có người nha em. Từ từ đánh coi. Em cứ chạy vào bo đi. Em thấy được hai đứa rồi. Em cứ chạy vào bo đi, anh canh bo cho. Anh canh bo cho. Anh canh bo cho. Bom keo ngay phía S của người nha em. Từ cho nó chạy chạy ra ngoài này luôn giờ đấy. Làm sao nào? Muốn gì nào? Lên bảng điểm số luôn nào bạn ơi. Rồi nha. Một thằng này chạy ngược này. Một thằng ngược bo hướng 150. À đâu? 105 này. Thằng này. Thích chơi ngược bo. Ok thôi. Anh đang chờ chú nhá. Anh đang chờ chú nhá. Anh đang chờ chú đi rồi nhá. Làm sao? Nó vẫn ngồi đấy em ạ. Thằng này. Thôi kệ, mình vào bó trước đi em. Ôi, bắn anh này, bắn anh này. Ui, em ơi. Bắn máu anh, bắn máu anh. Bắn máu anh em ơi. Nhanh chạy vào bo này. Bắn em. Rồi ok, được rồi. Sao anh có một đứa đấy? Từ từ, anh đứng đây anh canh nó. Anh mà chúng mình máu hết cái đạn rồi. Em biết rồi. Thế như là bên kia có phía người sau hay anh sao có ấy? một đứa nữa, phía sau anh cũng có, mình canh được phía sau trước là ổn. Đây bên trên cũng có xe đây này em. Đậu xanh này, làm sao cơ muốn gì? Làm sao cơ muốn gì? Lên bàn điểm số nhá. Bên này anh ơi, hướng. Ok ok em, chờ anh xíu. Bom keo phía đầu với kem nha em ơi. Ui, từ từ, bây giờ mình phải bơi xong cái đã. Đây em cứ bơi qua trước đi. Canh cho anh. Ủa, ai nhắn tin hả? Sao anh thấy rung hoài à? Nhắn tin điện thoại của anh á. Đâu, điện thoại em ấy, thấy điện thoại em rung mà. Qua được bên này an toàn rồi nha em ơi. Ok ok. Còn lại mấy đứa đây. Anh còn có 70 viên đạn súng trường thôi. Đây, đưa lên cho, đây đi. Đây vào đây anh ý. Đâu em vào nhà, đi. Vào nhà đi em. Thế em ra ngoài mà, nên em phải ra ngoài thôi. Bứt bứt thêm. Ok, thế thôi. Trang bị nóng bao luôn các bạn đây. Vào bo em, vào bo em. Nhanh nhanh nhanh. Hôm nay có một rồi nhanh vào bo em. Ừ, em biết rồi, đi nhanh. Bo này thu nhanh mà. Chúng ta bây giờ là cứ phải vào bo trước cái đã anh em ơi. Cái thằng ở đằng chết lên hả? Đằng sau mình chết rồi. Cái thằng hướng đây rồi. Em ơi, 15 15 nha em. Đốt 1. Có một thằng sau gốc thông nữa. Từ từ thằng này. Láo à? Mày láo với anh à? Làm sao mày láo với anh à? Từ từ đánh qua. Thằng này. Nó định qua cứu bạn nó này. Qua cứu bạn nó hả? Ok để anh coi. Làm sao cứu nhau hả? Em ơi. Nó xế này. Láo lếu này. Yes, top 1. Nè em. Đứng hình mất nhiều giây, lại đứng hình tiếp. Lại đứng hình nữa hả? Game lỗi hoài. Và đây, các bạn ơi, mình đã có được 7 kill top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.